và bằng cái quyền lực của mình. Còn người đàn bà bị chi phối nhiều cái lắm, thì không thể nào mạnh bạo để quyết đoán, mà nhất là Hoa Kỳ là một cường quốc về quân sự, kinh tế cũng như mọi mặt. Cho nên cái giai đoạn mà bà Harris lên chưa thích hợp. Nên ngày hôm nay ông Hồi giáo ông nói mà tôi ủng hộ cho Donald Trump, sở dĩ tôi không bỏ phiếu cho bà Harris vì bà là một người nữ. Cái đó là cái Tôi xin phép tôi xin phép có một cái ý kiến hơi khác một chút với anh Hải. Thì tôi nghĩ là như thế này, nước Mỹ hiện nay đó là chưa có một cái người phụ nữ nào mà có thể nói là bản lãnh. Thí dụ như là so sánh với lại bà cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher, hay là bà cựu thủ tướng Do Thái Golda Meir. Đấy là những người phụ nữ mà có thể nói rất là hiếm, mà đàn ông không có cái nào mà bằng được. Em nói sao? Bà tổng thống Đài Loan đó, Thái Anh Văn. Vâng vâng. Bà Đài Loan nữa, bà Đài Loan là mới đây. Thế nhưng mà bà Thatcher là lâu rồi. Rồi trước bà Thatcher đó là bà Golda Meir. Tức là những người phụ nữ rất là xuất sắc. Thành ra Tuấn chỉ xin thưa là như thế này, cái lĩnh vực chính trị đó có lẽ là ở nước Mỹ này vẫn chưa có hấp dẫn được phụ nữ. Phụ nữ ở nước Mỹ này là rất là giỏi về những cái lĩnh vực khác, khoa học, kỹ thuật này nọ các thứ, nhưng mà họ không cảm thấy là hấp dẫn trong cái vấn đề chính trị. Thành ra là Tuấn nghĩ rằng có thể rằng là hơi khác ý của anh Hải một chút ở chỗ đó. Nếu mà một ngày nào đó, mà trong tương lai mà nước Mỹ có một người như là bà Margaret Thatcher, thì tôi nghĩ là dân Mỹ sẵn sàng bỏ phiếu thôi, chứ không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà có này, một cái thứ nhất á, là chính bà cựu thủ tướng Anh vừa rồi bà qua đây bà nói mà, bà Harris không phải là một phụ nữ giỏi. Nếu so sánh với nhiều người ở Mỹ hiện nay, bà còn thua nhiều lắm, là điều thứ nhất. Bà thua xa Michelle Obama là cái chắc rồi. Đó, thứ nhất. Cái thứ hai á, là bởi vì trong giai đoạn này và thời điểm này chưa thích hợp cho cái công việc đó. Có thể trong tương lai. Bây giờ hỏi một câu đơn giản thôi, thưa anh Tuấn. Anh là một cử tri, theo cái nhìn khách quan của anh á, thì bây giờ cái cuộc chiến Trung Đông nó vẫn chưa kết thúc. Và bây giờ khi mà nhìn về châu Âu, Ukraine và Nga vẫn còn đang rất là quyết liệt. Vậy thì giữa hai ứng cử viên này, cái điều đó rất là dễ dàng. Anh nghĩ là ai sẽ có khả năng để mà giải quyết cái tình hình hòa bình của thế giới hơn? Và anh xin phân tích cái lý do của anh. Donald Trump. Đây, một cái câu trả lời rất là ngắn gọn thôi. Là vì tại sao mà dám nói câu đó? Trong quá khứ 4 năm làm tổng thống, ông đã chứng minh là cái tài mà kinh bang tế thế của ông rồi. Ông làm sao để mà ông đưa được những người Hồi giáo Sunni mà ngồi lại với nhau và ký cái thỏa ước hòa bình, hiệp ước Abraham, hòa bình với lại Do Thái. Cái đó rất là quan trọng. Là vì nếu như mà cái phe Sunni đó, những người mà hệ phái Sunni đó, mà họ lại cộng tác hai bên đó với lại CIA, hai bên là không có chơi với nhau, hoàn toàn không có chơi với nhau. Nhưng mà nếu mà họ hợp tác được với nhau trên cái lĩnh vực mà đánh Do Thái đấy, có thể lắm chứ không phải là chuyện đùa đâu, thì không có cách nào để mà Do Thái có chống được. Thành ra là Tổng thống Donald Trump đó, ông đã rất là thành công, ông mang được quốc gia Hồi giáo ngồi lại với lại Do Thái, ký cái hiệp ước mà Abraham. Đó là một cái mà ông chứng minh rất là rõ ràng. Cái chứng minh thứ hai đó là ông rất là mạnh dạn. Đó, khi mà ông quyết định ra lệnh một cái là ok, làm liền chứ không nói. Khi mà ông tiếp Tập Cận Bình thì ông lại ghé tai nhỏ và ông nói: ê, tôi vừa mới cho bắn 59 cái quả hỏa tiễn Tomahawk á. Tức là toàn là những cái món ăn mà nhức đầu không à. Kamala Harris tố cáo ông là: đấy, các bạn coi cái ông này là cộng sản đấy. Ông bắt tay với lại Kim Jong-un đó. Cái bà này bà ngớ ngẩn, bà lú lẫn rồi, đến cái lúc mà phải cho bà đi khám lại về thần kinh rồi. Khi mà họp với lại Kim Jong-un cái ngày cuối cùng ở Hà Nội đó, thì tối hôm đó là Hà Nội đã dự tính là có một cái bữa tiệc khoản đãi Tổng thống Trump với Kim Jong-un rất là linh đình. Thế nhưng mà không biết buổi chiều hôm đó là Kim Jong-un nói cái đưa ra một cái đề nghị nào mà ông cảm thấy là ông không chấp nhận được đó. 1, 2, 3 ông đứng dậy bỏ về. Không những là bỏ về, không những tối này không có dự tiệc mà lên máy bay Air Force One bay về Mỹ luôn. Đấy, làm sao mà có được một người lãnh tụ mà cỡ như vậy đó thì mới trị được. Có một cái vấn đề một cái lãnh tụ. Có một vấn đề này cho anh cũng muốn hỏi ý hai anh luôn là vừa rồi đó. Ở trên The View đó, The View rất là nổi tiếng là họ khinh thường ông Trump dữ lắm. Họ miệt sát ông Trump. Đúng rồi. Bất kỳ một cái cơ hội nào là họ nhảy vô họ miệt sát ông Trump à. Thì có một vị tỷ phú đã xuất hiện trên The View. Anh đoán được là ai không? Tỷ phú mà ủng hộ cho Kamala.
Mark Cuban. Mark Cuban, đúng rồi. Mark Cuban là một người tỷ phú cũng rất là giỏi nha. Mà ông ấy rất là ghét Trump. Ông xuất hiện trên The View. Thì tất cả những người này họ súng lại. Họ phê bình, họ chỉ trích Trump. Họ cho là Trump là một kẻ miệt thị phụ nữ. À, có những cái lời nói cũng như là hành động miệt thị phụ nữ. Và ông Mark Cuban, ông đã phát ngôn một câu mà ông đã bị vạ miệng. Sau đó ông phải xin lỗi. Ông nói là quý vị nhìn thấy không? Trump là một kẻ miệt thị phụ nữ. Bởi vậy cho nên là nhìn xung quanh Trump không có một người phụ nữ nào gọi là ông dùng cái từ gì ta? Không có một người phụ nữ mạnh mẽ nào hết. Trump không có một cái strong woman nào bên cạnh hết. Đó. Thì sau đó là ông bị rất là nhiều những cái lashback. Tại vì khi mà nhìn về Trump, chúng ta thấy vợ của ông là Melania, chúng ta thấy là con gái ông là Ivanka, và có một người phụ nữ nữa gần đây đã quay xe mà Sean cảm thấy là cô này có một cái tương lai rất là sáng lạng, không thua gì cánh đàn ông đâu. Đó là Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard. Và khi mà nhìn về cái bức tranh tổng thể về cái giới trẻ bên Đảng Cộng Hòa, những người mà đứng đằng sau Trump đó, anh thấy bây giờ là có J.D. Vance, có Vivek, có Tulsi Gabbard và có tỷ phú Elon Musk. Mặc dù ổng không trẻ lắm nhưng mà coi như là trẻ đi. Tỷ phú Elon Musk. Thì anh nghĩ đây có phải là một cái nỗi sợ cho Đảng Dân Chủ không? Bắt buộc. Dạ. Dạ vâng, bắt buộc. Là vì cái Đảng Dân Chủ đó trong cái thời gian qua đó, họ đã thành công được một điều mà chúng ta phải cảm ơn họ. Tức là họ tống cổ tất cả những người giỏi của cái Đảng Dân Chủ đi ra hết. Đó, tất cả. Đấy. Bà Tulsi Gabbard đi, ông Robert Francis Kennedy đi, rồi Thượng nghị sĩ Joe Manchin đi, Thượng nghị sĩ Sinema đi, rất là nhiều người. Tức là cái Đảng Dân Chủ này bây giờ đó, nó không thích những người tài giỏi. Đó. Tại sao? Là vì nó đã bị chi phối bởi cái thế lực ngầm, và cái thế lực ngầm đó nó không cần thằng tài giỏi, nó cần thằng bù nhìn. Nó cần thằng nghĩa là ok, mày bảo tao sao, làm sao thì tao làm vậy. Đấy là cái gọi là ứng viên hàng đầu của nó đấy. Đó. Thế nhưng mà chúng ta quay trở lại nói một cái chuyện nữa. Là vừa rồi đây đó, là tối cao pháp viện đó, là quyết định là cái tên của ông Robert Francis Kennedy là không được rút ra khỏi hai cái tiểu bang. Em có biết chuyện đó không? Có. Đó, đó, tiểu bang Michigan. Thế thì khi mà tối cao pháp viện ra lệnh như vậy đó, thì theo ý kiến riêng của Tuấn thì tôi nghĩ là như này, nó sẽ là một cái rất là thiệt hại cho Đảng Dân Chủ. Là vì cái tiểu bang Michigan đó, nó đã, thứ nhất nó là tiểu bang chiến địa, thứ hai nó là tiểu bang có số người Hồi giáo là đông nhất trên nước Mỹ, đông nhất, tỷ lệ 2.7% gì đó ở tiểu bang Michigan. Mà cái nhóm đó, đó là người ta đã không thích Kamala Harris rồi. Đã. Rồi bây giờ đó, nếu như mà cái danh sách bầu cử đó mà lại thêm cái tên của Robert Francis Kennedy, không cách nào mà Kamala Harris mà lấy được cái phiếu cử tri đoàn của tiểu bang Michigan hết. Thành ra là qua đó là mình sẽ thấy rất là rõ ràng là cái hướng đi sắp tới đây đó, trong vài ngày nữa ông thứ 45 sẽ trở thành thứ 47. À, đấy là cái tiên đoán của anh. Nhưng mà mình cũng phải rất là cẩn thận, mình khoan, mình chưa có nói vội, gọi là cẩn thận trong cái sự cẩn trọng. Yeah. Cái tiểu bang này nó đưa lên trên truyền hình đó là bà Harris là 46%, ông Trump là 45%, mà ông Kennedy là 1% và bà Stein là 1%. Thì rõ ràng. Thì rõ ràng là phía, nếu như vậy á, thì cái phía mà ông Kennedy á, sẽ lấy phiếu của bà Kamala, cũng như là bà Stein á, sẽ lấy phiếu của Kamala. Thì ông Trump rõ ràng có lợi thế cái điểm đó. Với cái nữa là bây giờ đấy, cho tới giây phút này, cách đây mấy ngày, có nhà báo phỏng vấn bà Harris á, bà đã có chương trình lập nội các chưa? Bà nói chưa, chưa có. Mà ông Trump đã lại có rồi. Tức là ông Trump đã có, tức là đã có hình thành nội các rồi. Tức là ai làm gì làm cũng có rồi. Và thậm chí ông nó đưa ra cái gọi là 100 ngày đầu tiên để làm. Thì người ta bình luận rằng ông Trump, ông tin tưởng rằng là ông thắng. Mà bà Kamala thì vẫn còn trong thế chủ động. Nếu bà tin tưởng là bà thắng thì bà đã có sự sắp xếp rồi. Bà nói chưa, tôi chưa có cái gì hết. Cũng giống như đợt bầu cử 4 năm lần trước vậy đó. Gần đến cái ngày mà yêu cầu bà, nếu bà phải từ bỏ cái chức thượng nghị sĩ đi, thì bà mới lãnh được cái làm phó liên danh phó tổng thống được. Nếu mà bà không thì không thể nào được. Đến ngày cuối cùng mới chuẩn bị, bà mới từ bỏ cái chức thượng nghị sĩ đi và nắm cái chức phó tổng thống là vậy. Tức là hồi đó bà ở trong thế thụ động, không biết cái liên danh của ông Biden thắng hay là ông Donald Trump. Bây giờ cũng thế.
Thì người ta nói rằng qua cái vấn đề này rõ ràng là ông Trump đã tin tưởng là mình chiến thắng. Còn bà Harris là nằm trong thế thụ động. Và đặc biệt là ngày hôm qua hôm kia cái cú mà tuyên bố của ông Joe Biden gần như là đạp cho bà thêm một đạp nữa. Do đó trong mấy ngày nay người ta tiên đoán tất cả các báo chí mà tôi đọc và tất cả các đài từ đài của ngoại quốc. Việt Nam cũng được tiên đoán rằng là ông Trump đã bước một chân vào Nhà Trắng rồi. Anh nói cái cú gì của ông Joe Biden đã đạp cho bà một đạp? Thì tặng, thay vì bây giờ nếu mà ông Biden mà biết khai thác cái vụ mà danh hài á, nói cái vụ rác rưởi đó, thì bà này sẽ được một điểm. Nhưng mà ông lại vô hình, ông bực quá, quá rồi. Ông nói cái đám mà ủng hộ Trump là rác rưởi. Thì vô hình chúng tự nhiên cái câu này là lại giúp gần như là đạp cho bà thêm một đạp nữa. Chứ đâu phải giúp bà được đâu. Không biết cái vấn đề này là sao anh đã hỏi ý của anh Tuấn chưa ta? Trong cái chương trình mà mấy ngày trước mà anh em mình làm. Chắc là Son chưa có hỏi đâu. Một bên là một danh hài, anh ta chỉ thốt lên những cái lời hài hước thôi, thì anh không có ngán ai cả. Mặc dù đó không phải là cái lời nói của ông Trump. Anh nói là cái lãnh thổ Puerto Rico như là một cái bãi rác mà nó lềnh bềnh, nó nổi ở trên đại dương, cái hòn đảo Puerto Rico đó. Thì ông Joe Biden không biết là ông cố tình hay là ông sơ ý mà ông thốt lên những cái lời lẽ mà có vẻ như ông đang tức giận. Và ông nói là đừng có nói Puerto Rico là rác rưởi, những người Trump supporter, những người mà đang ủng hộ cho Trump mới là rác rưởi. Thì ông nói như vậy, ngay lập tức ông Trump xuất hiện trong một cái trang phục gọi là một người đi dọn rác. Thì ông mới nói cái câu đầu tiên mà ông nói với số cử tri của ông khi mà ông xuất hiện trong cái cuộc rally đó. Ông nói là đó, ông Joe Biden vừa mới nói là 250 triệu cử tri, 250 triệu người dân Hoa Kỳ là rác rưởi. Ông nói chúng ta nhất định không phải là rác rưởi. Ông nói như vậy. Thì anh thấy là cái lời nói của một cái điểm đang nói ở đây là như thế này nè. Khi mà danh hài đó nói như vậy thì tất cả những cái truyền thông cánh tả họ dồn vào và họ tấn công Trump, chứ không phải là tấn công tên nghệ sĩ hài này. Họ nhắc đi nhắc lại trong vòng 48 tiếng đồng hồ, đài CNN nói hơn 150 lần nhắc về cái điều này, chưa nói đến những cái đài truyền thông khác nữa. Nhưng mà khi mà cái lời nói của ông Joe Biden là đương kim tổng thống thì họ không nhắc bao nhiêu. Anh nhận thấy như thế nào? Bên nào nặng hơn, một diễn viên hài nói chuyện hay là một đương kim tổng thống nói chuyện? Anh nghĩ rằng là in God we trust. Đất nước này là chúng ta tín thác vào Thượng Đế, thành ra là có cái bàn tay của Thượng Đế. Đúng lúc đó mà họ mượn cái tên, cái câu chuyện của anh danh hài Tony ra đó để mà đánh Tổng thống Trump đó, thì nghĩa là chỉ một ngày sau thôi là Thượng Đế gửi Joe Biden xuống, hey, mày nói cái câu này cho tao. Thế thôi, bây giờ anh xin phép quay trở lại để bàn về cái câu chuyện mà ông Joe Biden nói. Mình có thể có hai cái suy nghĩ mà mình không biết là cái nào đúng, cái nào sai hết. Cái suy nghĩ thứ nhất đó, có thể rằng ông ấy già rồi, ông lú lẫn, dementia, ông không biết gì hết, ông nói trước quên sau. Mà cái người mà đã bị cái bệnh đó thì họ nói họ không có nhớ cái gì mà đến trong đầu họ là họ nói. Đấy là cái điểm thứ nhất, có thể mà rất là nhiều. Cái điểm thứ hai đó là cũng có thể là ông trả thù Kamala Harris đó. Mà bằng cách là nói cái câu đó, thì khi mà nói cái câu đó đó thì là sẽ biết là Kamala Harris là mất không biết bao nhiêu phiếu. Tại sao mà anh dám nói? Đây chỉ là giả thuyết thôi nhé, chứ mình không dám nói là mình đúng hay sai hết, chỉ là giả thuyết thôi. Trước đây đó là bà Kamala Harris, bà đã từng nói rồi, bà nói rằng là không, tôi chính sách của tôi là khác này nọ các thứ. Thì ngày hôm sau Joe Biden ra nói không, tôi bà Kamala Harris bà rất là giỏi, mọi quyết định của tôi là đều có má làm việc cùng hết. Thế là rõ ràng là nghĩa là cái này là cái đòn đâm sau lưng chiến sĩ đó. Thành ra mình không biết được, Thượng Đế biết thôi chứ còn mình không biết. Cho nên Tuấn không dám kết luận. Nhưng mà qua đó thì mình sẽ thấy rằng là sẽ có cái kết luận mình có thể nói được đó, sẽ có một số cử tri là không hài lòng và không bỏ phiếu cho Kamala Harris vì cái vụ mà các anh danh hài này đó, về cái vụ này đó, là vì Đảng Dân Chủ đó, xin lỗi, đánh ông Trump cái này là đúng là đánh dưới thắt lưng quần. Có thấy rồi đó. Mà thì dân Mỹ nó không có gì thích. Dạ, họ không còn chuyện họ, gì để mà đúng. Khai thác nữa cho họ không là... còn không còn gì hết. Thành ra đó mình mới thấy rằng là cái tỷ lệ mà thắng của Tổng thống Trump là rất là cao. Là mình cứ nhìn xem những cái đòn của Đảng Dân Chủ họ đánh ra làm sao là mình biết. Nếu mà họ thật sự mà họ có ngón võ mà giỏi đó, thì họ đánh về kinh tế, họ đánh về chính sách đối ngoại, ông đối ngoại ra làm sao. Còn đây ba cái chuyện lăng nhăng,
Thằng hề đó nó nói chuyện thì có dính líu gì đến ông tổng thống đâu, chẳng hề gì hết. Mà mấy anh hề thì nó mang cả cha cả mẹ nó ra nó nói chuyện chứ đâu phải là nó có chừa ai đâu. Thành ra rằng là họ đã bí rồi, không còn nữa. Không biết là anh đã đi bầu chưa ạ? Và anh thấy là bây giờ cái tình hình hiện nay chúng ta chỉ còn có 4 ngày nữa thôi, thì không biết là anh trong trong bụng của anh cảm giác như thế nào? Anh rất là nôn nao nhưng mà anh chưa đi, là vì mấy hôm nay đó là bận quá đi, là phải làm mấy cái chương trình này, nhưng mà chắc chắn là phải đi bầu thôi. Như là lời John đã dự đoán vào ngày hôm qua, thì chúng ta có thể thấy là những cái con số ở đây rõ ràng là bên đảng Cộng Hòa vẫn còn rất là nhiều người chưa đi bầu. Kính thưa quý vị, đây là những con số mà bầu sớm. Thì chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa thôi, xong chắc là vào ngày mùng 5 thì chúng ta sẽ có rất là đông đảo những người bên đảng Cộng Hòa cũng như là những người chưa bao giờ đi bầu, những cử tri độc lập, họ sẽ kéo nhau đi bầu trước ngày đó. Không biết là anh Hải còn nhận xét gì không? Thì bây giờ chúng ta hy vọng là Tổng thống Donald Trump sẽ quay trở lại. Nhưng tuy nhiên ngày hôm nay Rally ông Trump vẫn nói nhắc với quý vị vote, vote, vote. Và nhất là những quý vị lớn tuổi nhiều khi nhận rồi, nhiều khi chưa điền đơn, thậm chí điền đơn rồi mà chưa gửi. Thì mấy ngày nay cũng xin nhắc quý vị rằng chúng ta chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. Bằng mọi giá, muộn lắm là thứ hai, phải đi gửi. Chứ không xin khi quên. Nhiều khi để đó nhớ để quên, đây cũng một lời nhắc nhở. Và trong ban vận động của bên phía Cộng Hòa họ đều nhắc nhở nhau hết. Những quý vị nào chưa đi bầu thì phải đi bầu. Đã điền đơn rồi chưa gửi thì phải đi gửi. Nếu không gửi, mình đi gửi được thì nhờ anh em hay ai đó đi gửi. Và chỉ còn 4 ngày này nữa thôi. Và 4 ngày này cả thế giới đều mong đợi. Và nhất là cuộc chiến Trung Đông. Ngày hôm nay Israel bắt đầu lại tấn công qua bên Lebanon rồi. Bây giờ họ đang chờ đó. Chờ nếu mà ông Trump lên thì coi như mọi chuyện sẽ giải quyết được. Còn nếu không có thì cái gì xảy ra chúng ta đã biết. Hiện nay là Bắc Triều Tiên đã mang vào hơn 12.000 binh lính tại cuộc chiến Ukraine với Nga rồi. Nhưng người ta nói rằng đây là cũng thử lửa đấy, để xem Hoa Kỳ phản ứng như thế nào. Nếu Trump thắng thì coi như tự động rút. Nhưng mà nếu Trump thua, chắc chắn cuộc chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra. Interesting. Không biết là anh Tuấn còn gì muốn nhận xét nữa không ạ? Về tình hình bầu cử. Cái bản tin mà anh mới đọc được đó, thì là Tổng thống Trump có nói với lại ông Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đó, là ông ấy muốn rằng là ông Netanyahu là giải quyết cái vấn đề Hamas trước cái ngày mà tháng giêng, ngày 20 tháng giêng là ngày tuyên thệ của ông. Ông muốn là ông, thì đây là một cái tín hiệu rất là đặc biệt. Đó, tín hiệu này có nghĩa rằng là Do Thái sẽ là được bật đèn xanh và sẽ nghe là oánh, nghe là rất là mạnh chứ không phải là chuyện đùa. Đấy là cái mà anh tiên đoán. Mà cái vấn đề đặt ra là mình không biết là họ đánh bao giờ. Nhưng mà ông Thủ tướng Netanyahu đó, ông nói là những cái lò nguyên tử của Iran đó là những cái mối lo quan trọng nhất của Do Thái. Nói như vậy thôi là chúng ta hiểu rồi. Quý vị, chiến dịch của bà Kamala liên tục thất bại trong việc cố gắng mời gọi những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ, làm những chương trình livestream với bà ta hay là với ông Tim Walz. Trong khi đó thì chiến dịch của Tổng Trump là đi tới đâu cũng được chào đón tới đó hết trơn. Nhưng mà chiến dịch của Tổng Trump không cần phải làm nhiều, cũng không cần phải làm màu mè gì kia hết. Rất đơn giản và vẫn nhận được sự ủng hộ đầy đủ hết trơn. Thì bây giờ chiến dịch của bà Kamala cũng thấy vã quá rồi. Bây giờ phải là cố gắng làm cái gì đó để kiếm ai đó để mà có thể làm chương trình với lại đội của bà ta. Thì gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh, họ đã quớ được tới một người. Nhưng mà ai dè quớ tới cái người này thì cũng chả ai thích hết. Đó chính là bà dân biểu quậy Alexandra Ocasio-Cortez. Trong một nỗ lực mà để đi thu hút cử tri nam, thu hút cử tri nam để livestream với người nữ, nó rất là vô duyên mà người nữ trong chánh trị thưa quý vị, cho nên nó cũng chả đi được tới đâu cả. Nhưng mà trong đây cô xin phép được gửi quý vị tới cái bản tin, chúng ta coi là cái sự vô duyên, sự lãng quẻ của họ trong việc đi kiếm người livestream như thế nào nhé. Rồi mấy cô xin mời quý vị tới với là bản tin của New York Post cho biết với nội dung như sau. Ông Tim Walz là phó tướng của bà Kamala đã livestream trên cái nền tảng Twitch chơi game với lại bà AOC để mà gì thu hút phiếu bầu của nam giới trẻ. Vậy thấy vô duyên không? Rồi nhưng mà họ lại dùng trong cái chuyện mà chơi game như thế này để chỉ trích Tổng thống Trump, nó lại vô duyên nữa. Bản tin cụ thể cho biết với nội dung như sau. Trong nỗ lực dành
sự ủng hộ của cử tri nam giới trẻ. Ông Tim Walz và bà AOC đã cùng nhau chơi cái game là Madden NFL, là một cái giải banh cà na trên nền tảng phát trực tiếp Twitch. Hai ông bà đã tham gia cái chương trình phát này trong lúc diễn ra các trận đấu của banh cà na và dùng nó để thảo luận về các cuộc bầu cử. Bà AOC đã mở đầu cái phiên livestream bằng cách giải thích rằng bà và ông Walz sẽ đồng ý làm chương trình này cách đây vài tuần, khi ông ta bày tỏ sự quan tâm tới việc là hai người chơi game và cũng như sẽ phát trực tuyến trận đấu này. Họ đồng ý chơi trò Madden vì ông ta nói láo mình là huấn luyện viên trưởng của đội banh cà na, trong khi ông ta chỉ là huấn luyện viên phụ tá mà thôi. Và ông ta bảo rằng là nhờ cái kinh nghiệm đó mà ông ta quen với cái trò chơi này rồi. Ông ta đã đội nón của đội Minnesota Vikings là đến từ tiểu bang của ông ta chơi trong vòng 30 phút. Rồi sau đó ông ta đi tới một cái buổi vận động tranh cử ở Nevada. Tuy nhiên hai người này không mất thời gian nhiều để quay qua chỉ trích Tổng thống Trump và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện và giữ quyền kiểm soát đa số ở Thượng viện. Bà AOC nói, chúng ta không cùng chung quan điểm chính trị, không cùng chung tất cả quan điểm, nhưng nhu cầu đánh bại ông Trump trong năm nay là ưu tiên số 1 của tôi. Ông Walz còn hứng chí nói với bà AOC rằng nếu như bà Kamala thắng thì ông Walz sẽ giúp cho bà ta được làm chủ tịch Hạ viện. Ông ta nói rằng là nếu chúng ta sẽ thắng cuộc bầu cử này và chúng tôi sẽ bắt cô phải cầm búa chủ tịch Hạ viện đó nha. Hai người tiếp tục chơi cái game này và trò chuyện về một chánh quyền của Harris Walz, và ông Walz đã né tránh những câu hỏi, nói rằng là ông ta sẽ hộ, nếu mà ông ta là phó tổng thống thì ông ta sẽ là chủ tịch thượng viện và ông ta sẽ ủng hộ cho cái việc là phá cái filibuster, là cái 60 phiếu cần thiết ở trên thượng viện. Bà AOC nói rằng là thượng viện có những thứ riêng của họ, họ có những kiểu như là chuẩn mực và phong tục của họ, nhưng mà theo thứ tự thì ông Walz nhảy vô, ông ta nói có thể có một số chuẩn mực đó, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không biết là cô nghĩ sao, nhưng tôi đoán là tôi và cô có lẽ giống nhau về việc là phải bỏ cái 60 phiếu. Bà AOC nói rằng đúng rồi, mình phải loại bỏ cái đó. Cái 60 phiếu là cái filibuster, đó là một quy tắc của Thượng viện cho phép phe thiểu số chặn một dự luật nào đó trong khi chờ số phiếu của đa số tuyệt đối. Mặc dù bà Kamala ban đầu nói rằng bà sẽ ủng hộ cái việc phá filibuster này để khôi phục cái luật phá thai của Roe v. Wade, nhưng kể từ đó bà đã biến phá thai thành một vấn đề chính trong nỗ lực tranh cử của bà trong kỳ bầu cử này. Bà cũng ủng hộ là phá cái filibuster để thông qua cái Green New Deal mà bà AOC ủng hộ. Ông Walz và bà AOC cũng nói về tầm quan trọng của việc là có thêm sự mở rộng của chương trình an sinh xã hội, gắn kết với nhau qua nỗi mất mát chung khi mà cha của họ đã qua đời khi họ còn ở tuổi thanh thiếu niên. Bà AOC đã quảng bá cho chương trình này là ông Walz và tôi đều mất cha khi còn ở độ tuổi thanh thiếu niên. Nhiều người không biết rằng là an sinh xã hội sẽ giúp bạn nếu bạn mất vợ chồng hoặc cha mẹ nếu bạn là còn con nít. Điều quan trọng là chúng ta phải bảo vệ và mở rộng cho chương trình này được càng nhiều người vô càng tốt. Trong cuộc vận động tranh cử ở North Carolina, ông Walz tuyên bố rằng mẹ ông phải đợi tiền an sinh xã hội hàng tháng để mà nuôi sống bản thân, và Tổng thống Trump thì là không hề quan tâm tới chuyện người dân có được an sinh xã hội hay không. Ông nói dốc nữa. Tổng Trump là cái người giúp cho an sinh xã hội được, cái quỹ an sinh xã hội được mở rộng ra, mà ông nói là ông đâu không quan tâm. Thì nói chung nguyên chiến dịch này họ láo hết. Rồi ông ta còn quảng bá là 100 triệu người Mỹ dưới thời bà Kamala nếu được làm tổng thống sẽ được giảm thuế. Ông Walz và bà AOC đã chơi trận đấu của họ sau một hiệp. Ông ta chơi cho đội Minnesota Vikings, còn bà AOC chơi cho đội Buffalo Bills. Tỷ số cuối cùng là không đều. Sau đó ông ta đi vận động tranh cử ở Las Vegas. Chiến dịch của bà Kamala cho biết họ đã tập trung xây dựng mạng lưới đồng minh đáng tin cậy để huy động những người khán giả là nam giới của những người nổi tiếng, bao gồm có một chương trình gọi là Athletes for Harris do các danh thủ NBA như là Stephen Curry và Chris Paul, cựu huyền thoại NBA Magic Johnson đồng chủ trì.
Trong cuộc phỏng vấn với NBC News vào tuần trước, bà Kamala đã bác bỏ sự ủng hộ ngày càng giảm sút của bà trong các cử tri nam. Phóng viên Peter Alexander của NBC đã hỏi bà Kamala trong cuộc phỏng vấn tại Michigan rằng tại sao bà nghĩ rằng hiện bà không có sự kết nối với nam giới vậy. Một cuộc thăm dò của NBC được tiến hành vào đầu tháng 10 cho thấy là trong khi bà Kamala dẫn trước Tổng thống Trump 55 so với 41 trong cử tri nữ, thì Tổng Trump dẫn trước bà 56 so với 40 trong cử tri nam. Tướng ngôn viên của MSNBC Andrea Mitchell cũng đã nêu ra các vấn đề của bà Kamala với các cử tri nam trong một lần trên chương trình Meet the Press của NBC News. Cho nên vấn đề mà không thu hút được cử tri nam giới của bà Kamala là có thật, thưa quý vị. Nhưng mà cái cách mà họ muốn vươn tới những người cử tri nam giới trẻ tuổi này thì rất là vô lý. Đầu tiên, nếu như mà muốn làm thì phải đi làm chương trình với một người nam. Làm chương trình với một người nam và nói những cái chuyện rất là đời thường với nhau. Chứ không phải là người ta, tại vì người ta muốn coi một cái chương trình livestream mà chơi game thì người ta chỉ muốn chơi game thôi. Chứ không phải dùng cái chương trình chơi game để nói chuyện chánh trị. Game ra game, chánh trị ra chánh trị. Vì thấy Tổng Trump cũng vậy, ông lên nói chuyện với là Aaron Ross đó, ông đâu có nói, có ra một cái cuộc nói chuyện tâm tình vui vẻ thì là gì, muốn nói cái gì cũng được. Nhưng mà đã chơi game thì là chơi game. Nói chuyện thì nói chuyện, cái gì nói ra cái đó. Và cái thứ hai nữa là dùng một người nào không dùng lại đi dùng bà AOC là một nhân vật chánh trị thì đương nhiên có chơi kiểu gì thì cái cuộc chơi đó nó cũng phải nói về chánh trị thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu là họ hết người rồi. Họ tìm hết gamer này tới gamer khác. Ví dụ như cái cậu gì đó, cái cậu mà da đen á, ở livestream á, ở trong cái Casinat đó, có vị thấy. Rồi có một cậu khác nữa đó, hai cậu, ít nhất là hai người họ muốn tìm tới. Và hai người đó làm sao? No, chúng tôi không muốn nói gì về chánh trị cả. Chúng tôi chả biết gì về chánh trị cả. Đừng có liên lạc với chúng tôi nữa. Cho nên quý vị thấy đó. Cho nên là cái kế hoạch của họ mà đi làm những cái chương trình này với bà AOC, chơi game mà nói về chánh trị, chẳng thu hút được cử tri nam nào cả. Tại vì chính họ đã từng muốn làm như vậy và thất bại, nhưng bây giờ vả quá không biết làm gì, mới quớ đại bà AOC mà thôi. Và đó chính là những gì mà Đồng Mai cũng được.